Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Hôm nay thì mình cho các bạn xem một phiên bản rất là đặc biệt mà cả thế giới đang mong đợi, cũng như đã vừa mới ra mắt ở thị trường Mỹ sớm hơn dự định nha các bạn. Sớm hơn dự định thì đây là phiên bản 2018 Toyota Camry. Thì trước mặt mình đây, mình có phiên bản là Model SE dạng thể thao. Động cơ thì có 4 xi lanh thôi, 2.5 lít cho ra công suất mã lực là khoảng 203 nha các bạn. Thì với phiên bản xe Toyota Camry 2018 này, lần này thì hoàn toàn thay đổi từ bên ngoài cũng như là bên trong nội thất nha các bạn. Thì với phiên bản 2018 Toyota Camry, đây là thế hệ thứ 8 nha các bạn. Với phiên bản Toyota Camry 2018, hãng Toyota cho ra mắt tới 4 phiên bản trang bị, gồm như là LE nè, rồi XLE và SE như là phiên bản này, và phiên bản XSE cũng như là dòng xe hybrid nha các bạn. Thì trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem ở xung quanh của phiên bản mới này cũng như là bên trong nội thất và máy, rồi mình sẽ chạy thử mình xem coi xe này nó như thế nào nha các bạn. Nhìn rất là thể thao, rất là đẹp nha các bạn, nhất là cái phần ở phía trước nè các bạn, cái phần cụm đèn cũng như là cái phần đuôi thật là đẹp, thật là đẹp nha các bạn. Các bạn biết không, là thông thường đó là khi mình làm xong cái việc gọi là PDI, mình kiểm tra toàn diện bên ngoài cũng như là bên trong nội thất cho những dòng xe mới, chẳng hạn như là phiên bản này đó các bạn, thì mình sẽ gửi qua bên cái khâu mà họ rửa sạch sẽ này nọ, xong xuôi thì là có khách hàng họ sẽ mua liền, hoặc là họ để trên cái phòng để showroom đó cho khách hàng họ đến họ xem và họ mua. Nhưng với phiên bản này là rất là nóng nha các bạn, rất là đặc biệt. Thì như dự định vậy đó các bạn, thì phiên bản này họ chưa có ra đâu, nhưng mà họ ra hơi sớm theo như kế hoạch. Thì với cái phiên bản này á, sau khi mình làm xong đó các bạn, thì họ sẽ để ở phía sau nha, họ chưa có sẵn sàng họ bán đâu. Là vì sao? Là vì hầu như hiện tại thời gian này đó các bạn, hầu như là các dealer Toyota còn rất là nhiều những phiên bản 2017 Toyota Camry các loại nha các bạn, nên họ chưa có muốn bán cái loại 2018 đâu. Các bạn có biết không, là mình đã đợi 2 ngày rồi xem họ có nhập thêm những cái dòng xe Toyota Camry 2018 này không, chẳng hạn như là Model SE, LE hay là XLE cũng như là SXE, và lại 6 động cơ đó các bạn. Nhưng mà rất tiếc thì họ chưa nha các bạn, họ chỉ có nhập về 1 hoặc 2 chiếc thôi, nhưng mà là họ cất ở phía sau. Để chi? Là để họ muốn bán hết tất cả những dòng xe Toyota Camry 2017 trước, rồi sau đó họ mới nhập về những dòng xe 2018 này. Tại vì sao? Là vì dòng xe 2018 đó các bạn nhìn thấy rồi, bên ngoài rất là đẹp mà giá thì rất là phải chăng nha các bạn, không có khác gì nhiều so với những phiên bản 2017. Thì thử hỏi coi các bạn, nếu mà 2018 về phần bên ngoài, những nội thất và những tiện nghi bên trong nó cao cấp hơn mà giá là ngang ngửa hoặc là trên lệch chừng 1-2 ngàn đô, thì nhiên là các bạn sẽ chọn phiên bản 2018, thì những dòng 2017 sẽ bị ế nên họ chưa có nhập về nhiều nữa nha các bạn. Bây giờ mình cho các bạn xem nè, những dòng 2017 Toyota Camry chẳng hạn như là LE hoặc là SE, cái giá của nó như thế nào so sánh với phiên bản 2018 nha các bạn. Đây là phần đuôi của phiên bản 2017 Toyota Camry Model là SE, như các bạn nhìn thấy đó, rất là đẹp, vẫn còn rất là đẹp nha. Nhưng mà là phiên bản 2018 thì các bạn thấy là màu trắng như phiên bản SE này cũng rất là đẹp. Đây các bạn nhìn đó, và cái giá bán như thế nào nha. Đây chính thức là phiên bản 2017 Super White, là màu trắng tinh nha các bạn, được lắp ráp ở tiểu bang Kentucky, USA. Và giá bán cho phiên bản 2017 này, Model là SE, có 25.864 đô la ở thị trường Mỹ nha các bạn. Thì so với phiên bản 2018 Model SE thì là khoảng 27.000 mấy trăm đó các bạn, đâu có chênh lệch gì nhiều đâu ha. Nên họ cần phải bán hết những phiên bản 2017 này trước, rồi họ sẽ nhập về những phiên bản mới nha các bạn. Rồi mình cho các bạn xem cái giá của LE hay là những phiên bản khác nha. Đây cũng là phiên bản LE nè, Toyota Camry 2017, không có phần cánh gió ở phía sau. Các bạn thấy không, còn một loạt nữa kìa các bạn. Một loạt Camry đời mới 2017, họ cần phải bán hết nha các bạn. Rồi mình cho các bạn xem cái giá của phiên bản này luôn. Đây 2017, như các bạn nhìn thấy đây, màu sáng, Model LE 4 cửa. Và giá bán là, các bạn nhìn rõ không, 24.273 đô la thôi. Rất là rẻ so với thị trường Việt Nam.
Các bạn biết không, với cái phiên bản 2018 này đó, thì nó cũng đã ra mắt ở tại Detroit Auto Show vào năm 2017. Thì Toyota Camry 2018 là chiếc xe sedan cỡ trung, thế hệ mới với một phong cách thể thao hơn. Như các bạn nhìn thấy đây, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế ô tô Nhật Bản, Kinlook là Camry 2018, với tổng thể nhìn thấp hơn nhờ phần đầu xe hạ thấp xuống nè, nhưng không gian nội thất thì vẫn giữ nguyên nha các bạn. Về phong cách thể thao thể hiện khá rõ ở phần cabin. Bảng điều khiển bố trí theo hình khối, hệ thống thông tin giải trí mới và màn hình cảm ứng là 8 inch ở phần trung tâm phía giữa. Toyota bổ sung thêm màn hình HUD là Head Up Display mà các bạn có thể thấy ở những dòng xe Toyota Prius. Thì có dịp khác thì mình sẽ nói rõ cho các bạn hiểu thêm về cái hệ thống này nó làm việc như thế nào nha các bạn. Thì cái này nó tới 10 inch và màn hình là 7 inch trên bảng đồng hồ hiển thị. Hãng xe Nhật sử dụng nhiều vật liệu cao cấp cho nội thất, từ da cho đến ốp gỗ quý và mạ chrome ở bên trong phiên bản này các bạn. Dựa trên nền tảng của Toyota toàn cầu, khung gầm của Toyota Camry 2018 này được tăng cường thêm cái phần thép cường độ cứng hơn và công nghệ đúc mới hơn để cải thiện cái độ cứng mà không tăng thêm cái phần trọng lượng nào nha các bạn. Hãng cũng bổ sung thêm một số tính năng an toàn mới như là cảnh báo va chạm nè, phát hiện người đi bộ nè, điều khiển hành trình thích ứng nè, và cảnh báo trệch lằn đường, đèn pha tự động, cộng thêm 10 túi khí hơi an toàn. Với thế hệ 18 này đó các bạn, thì dòng xe Toyota Camry 2018 có 3 lựa chọn động cơ, gồm động cơ xăng là 2.5 lít 4 xi lanh và cho ra công suất là 203 mã lực, cũng như là hơn 25 mã lực so với phiên bản trước nha các bạn. Và rồi phiên bản là 3.5 lít 6 xi lanh ở dòng xe phiên bản là XXE đó các bạn, thì có trang bị động cơ là 6 xi lanh. Và cả hai đều kết hợp với hộp số tự động là 8 cấp nha các bạn. Và đặc biệt hơn là phiên bản Toyota Camry 2018 động cơ là hybrid thì có dung tích là 2.5 lít 4 xi lanh kết hợp với hộp số là CVT 6 cấp. Dưới đây thì mình có những cái điểm đặc biệt mới mẻ của dòng xe Toyota Camry 2018 này. Thứ nhất đó là các bạn, cái chiều dài cũng như là cái chiều rộng và cái độ thấp ở bên trong nội thất nó như thế nào. Thì với phiên bản Toyota Camry 2018,
phát triển dựa trên nền tảng là TNGA mới của Toyota, nên so với phiên bản trước đó các bạn, xe nó dài hơn cỡ 10mm thôi, rộng hơn là 33mm và thấp hơn là 30.5mm. Nhờ đó nên cái trần xe và cái nắp capo thấp hơn khoảng 25.4mm và 38mm cho khả năng vận hành thể thao và kiểm soát lái rất là tốt. Và thứ hai là hệ thống giảm xóc thanh dằn. Thì hệ thống giảm xóc ở phía sau của Camry 2018 này được sử dụng loại thanh dằn, nâng cao cái khả năng kiểm soát và đánh lái, ổn định thân xe khi vào cua. Đây là một trong những cái nâng cấp nhằm hướng Camry tới hình ảnh mới, xe cho người thích lái nha các bạn. Còn về động cơ 6 xi lanh đó các bạn, thì theo tin đồn như báo chí nói thì là có thể là hệ thống Toyota Camry đời 2016 này có thể là trang bị hệ thống tăng áp, nhưng thực tế thì Toyota vẫn giữ nguyên là máy động cơ 6 xi lanh cho thế hệ mới này, và hệ thống phun xăng thì là dạng trực tiếp và điện tử nha các bạn. Thì động cơ vẫn là 3.5 lít nhưng có thể sinh sản mạnh hơn về phần mã lực. Động cơ này được dùng trên dòng xe Toyota Highlander có công suất là khoảng 295 mã lực. Các con số cũng tương tự khác lắp ráp trên Toyota Sienna hay là Lexus RS350 nha các bạn. Còn về phần động cơ 4 xi lanh thì như thế nào các bạn? Thì Toyota Camry 2018 mới này sẽ lắp đặt động cơ tiêu chuẩn là 2.5 lít 4 xi lanh. Đây là bản đầu tiên trong gia đình động cơ Dynamic Force mà Toyota phát triển, với đặc điểm nổi bật là phun xăng trực tiếp và điện tử nha các bạn. Tỷ số nén cao hơn và hiệu suất nhiệt nâng cao khoảng 40%. Động cơ này còn có đi cùng với hệ thống VVT IE, tức là kiểm soát van biến thiên điện tử, bước phát triển của VVTi truyền thống đó các bạn. Rồi tới phần hộp số tiêu chuẩn là 8 cấp. Thì trên các phiên bản chạy xăng của dòng xe Toyota Camry 2018 này, hộp số tiêu chuẩn là loại tự động 8 cấp đang dùng trên dòng xe Toyota Highlander, Toyota Sienna và dòng xe Lexus SUV là RS350. Để giảm thiểu được cái độ trễ từ bộ đồng tốc, hộp số mới có chức năng khóa cứng
là lock up trực tiếp từ số 2 cho đến số 8, tức là cái moment xoắn truyền trực tiếp từ động cơ xuống hộp số mà không qua phần biến mô, giúp cho Camry tăng tốc nhanh hơn và mượt mà hơn nha các bạn. Với phiên bản Toyota Camry 2018 này và dùng động cơ bằng xăng thì hộp số là 8 cấp, có thêm 3 chế độ, đó là Eco, Normal và Sport Mode. Còn về phiên bản Toyota Camry 2018 Hybrid thì đây là một phiên bản trong danh mục sản phẩm của năm 2018 với động cơ là 2.5 lít 4 xi lanh kết hợp với động cơ điện, nâng cấp hộp số là CVT cộng thêm là loại pin, loại bình ắc quy Hybrid tăng cấp nha các bạn. Pin là lithium ion, rất là tốt và bền. Và phiên bản 2018 Toyota Camry Hybrid sẽ mạnh mẽ hơn nhiều nhưng vẫn tiết kiệm xăng ngang ngửa với dòng xe Toyota Prius. Nói chung về phần nội thất đó các bạn thì với thế hệ trước á thì xe có phiên bản SE đó, thể thao bên cạnh là LE hoặc là XLE đó, hộp số CVT mới đi cùng với chế độ thể thao với 6 cấp số ảo và lay chuyển số vô lăng. Còn về phần công nghệ an toàn đó thì những phiên bản từ năm 2017 Toyota đã sử dụng gói an toàn là Toyota Safety Sense tiêu chuẩn và phiên bản 2018 cũng vậy nha các bạn. Thì Toyota Safety Sense P bao gồm là kiểm soát hành trình nè, đèn pha tự động nè, cảnh báo chạch lên nè, hỗ trợ đánh lái giữ lằn nè, ngoài ra còn có cảnh báo va chạm trước và sau, phát hiện người đi bộ rồi qua đó tự động sẽ thắng để tránh cho các bạn gặp tai nạn nha các bạn. Còn về phần thông tin hiển thị trên kính lái thì như thế nào các bạn? Thì ngay trước mặt tài xế thôi thì trên cái kính lái đó sẽ hiển thị thông tin tốc độ nè,
dẫn hướng như một màn hình giả lập 10 inch. Rồi tài xế không cần liếc mắt nhìn đồng hồ, sợ chạy qua tốc độ hay là tìm đường. Đó là Head Up Display Unit nha các bạn. Thì đó là một hệ thống mới mà họ đã sử dụng ở những dòng xe Toyota Prius. Thì có gì khác thì mình sẽ cho các bạn xem. Nó rất là tiện nghi, có nghĩa là các bạn không có cần phải liếc nhìn xung quanh để tập trung lái xe nha các bạn. Cái đó là một hệ thống rất là an toàn. Còn về phần công nghệ kết nối đó các bạn, nếu như các bạn mua cái loại gói tùy chọn cao thì có trang bị hệ thống giải trí rất là tốt nè, có hệ thống định vị nè, rồi có in-tune cũng như là có satellite Sirius XM radio cũng như là in-tune 3.0, giao diện đa chức năng mới nhất của Toyota gồm cả chức năng là kết nối từ xa nè, ứng dụng giúp cho khởi động từ xa nè, rồi tình trạng của xe cũng như là tìm cái xe ở đâu nè, rồi có khóa và mở khóa từ xa. Cộng thêm đó cái phần giải trí của dàn máy là tới 800W nha các bạn. Thành tuyệt vời nha các bạn. Còn về giá cả đó thì với dòng xe Toyota Camry 2018 và phiên bản căn bản nhất đó là Model L thì bắt đầu với giá là từ 24.380 đô la, và phiên bản SE như đây là phiên bản này đó các bạn thì có giá bán là từ 26.085 đô la, cũng như là phiên bản XLE thì bắt đầu giá là từ 29.335 đô la. Còn về phần phiên bản SE thì là động cơ 6 xi lanh có giá bán từ 35.835 đô la, đó là ở thị trường Mỹ nha các bạn. Và giá rẻ nhất cho những phiên bản dòng xe Toyota Camry 2018 Hybrid là từ 28.685 đô la, và cho lên tới phiên bản XLE Hybrid thì khoảng là 5.000, thêm 5.000 đô nữa nha các bạn. Về phần nhiên liệu cho phiên bản chạy bằng động cơ xăng thì có dung tích là 2.5 lít 4 xi lanh, thì ở thành phố là khoảng 28 dặm cho 1 galon, còn ở đường trường là 39 dặm cho 1 galon nha các bạn. Và cái tốc độ cao nhất là khoảng 129 dặm một giờ. Các bạn thấy đó, xe rất là đẹp, rất là hoàn hảo. Các bạn nhìn từ bên ngoài, bên trong nội thất, có thấy thích không? Có thấy đẹp không? Rất là đẹp nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye!